Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ, sau đây là bản tin. Giá tiêu hôm nay ngày 28 tháng 2 tăng ngày thứ hai liên tiếp, Tây Nguyên thêm 500 đồng một ký. Giá tiêu hôm nay ngày 28 tháng 2 trong khoảng 91.000 đồng đến 94.000 đồng một ký. Ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết, các địa phương đã tất bật thu hoạch vụ tiêu mới. Giá ngay từ đầu vụ đã tăng mạnh và vẫn tiếp tục đà tăng nên bà con nông dân rất phấn khởi. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 93.500 đồng một ký, tăng 500 đồng một ký. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 91.500 đồng một ký, tăng 500 đồng một ký. Trong khi đó, tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 91.000 đồng một ký. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, giá tiêu hôm nay ở mức 92.000 đồng một ký, giảm 1.000 đồng một ký. Còn tại tỉnh Bình Phước, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 94.000 đồng một ký. Giá tiêu hôm nay tăng từ 500 đồng một ký tại tỉnh Tây Nguyên, giữ ổn định và giảm nhẹ ở các địa phương khu vực Đông Nam Bộ so với cùng thời điểm hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, cộng đồng hồ tiêu quốc tế IBC niêm yết giá tiêu đen Lembong Indonesia chốt tại 3.911 USD trên tấn, giá tiêu đen Rajin Eta 570 ở mức 4.350 USD trên tấn, giá tiêu đen Kuching Malaysia Eta giữ mức 4.900 USD trên tấn. Giá tiêu trắng muôn tóc 6.166 USD trên tấn. Giá tiêu trắng Malaysia Eta vẫn ở 7.300 USD trên tấn. Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 3.900 USD trên tấn với loại 500 g trên lít. Loại 550 g trên lít ở mức 4.000 USD trên tấn. Giá tiêu trắng ở mức 5.700 USD trên tấn. IBC giữ nguyên giá tiêu các nước so với hôm qua. Ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết, các địa phương đã tất bật thu hoạch vụ tiêu mới. Giá ngay từ đầu vụ đã tăng mạnh và vẫn tiếp tục đà tăng nên bà con nông dân rất phấn khởi. Ghi nhận tại thủ phủ trồng tiêu của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là huyện Châu Đức, nông dân cũng đang thu hoạch vụ tiêu năm 2022. Gia đình bà Lê Thị Hoàn, xã Bình Ba dự kiến vụ tiêu năm nay thu hoạch khoảng 1,2 tấn. Giá bán tăng hơn 20.000 đồng một ký so với đầu vụ, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Tiêu có giá, năng suất cũng đạt hơn mọi năm nên có thêm động lực để gắn bó với cây trồng này sau nhiều năm giá giảm sâu. Ông Lâm Ngọc Nhâm, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Bà Rịa Vũng Tàu nhận định, ngoài sản phẩm hồ tiêu hữu cơ, tiêu sản xuất truyền thống của người dân cũng rất hút hàng do diện tích canh tác dần thu hẹp để thay thế các loại cây trồng khác. Giá tiêu đang lấy lại đà tăng ngay từ đầu năm 2024. Đây là tín hiệu tốt, hy vọng sẽ mang lại thu nhập cao cho nông dân trong vụ tiêu năm nay. Chuyên gia khuyến cáo, trong giai đoạn tiêu chuẩn bị thu hoạch và bước vào đầu mùa khô, tùy vào điều kiện sinh thái như mưa muộn, tiêu chín sớm của từng vùng, bà con cũng cần bón phân chăm sóc phù hợp. Bà con cần bón phân có hàm lượng kali cao, mục đích làm tiêu chắc hạt, giúp nâng cao năng suất. Nông dân nên cân đối được vấn đề dinh dưỡng từ đầu vụ đến lúc thu hoạch sẽ giúp vườn cây sinh trưởng phát triển tốt, duy trì được năng suất vụ sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhớ like, chia sẻ hoặc đăng ký kênh để có những thông tin mới nhất. Hey,